Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 10 tháng 7. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 10 tháng 7 năm 1819 là ngày sinh của Peter Blicher, một nhà ngư học kiêm nhà bò sát học người Hà Lan. Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910. Ngày 10 tháng 7 năm 1913 cũng là ngày sinh của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Nam. Bà là một trong những nghệ sĩ lớn của sân khấu cải lương cũng như kịch nói Việt Nam. Bà cùng với nghệ sĩ nhân dân Phùng Há được xem là vị tổ của bộ môn cải lương. Ngày này năm 1914 cũng là ngày sinh của Joe Shuster, một họa sĩ minh họa người Mỹ gốc Canada, đồng sáng tạo nhân vật Superman. Cũng vào ngày này năm 1961 là ngày sinh của Trương Học Hữu. Anh là ca sĩ và diễn viên điện ảnh người Hồng Kông, nổi danh từ giữa thập niên năm 1980 đến nay. Thành công trong sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh khiến Trương Học Hữu được coi là một trong những hình tượng của Hồng Kông. Trương Học Hữu đã được tạp chí Time bầu chọn là một trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Hồng Kông. Ngày mất của ai? Ngày 10 tháng 7 năm 1978 là ngày mất của John D. Rockefeller III. Ông là doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ, thành lập Asia Society. Vào ngày này năm 1986 cũng là ngày mất của Lê Duẩn. Ông là nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 10 tháng 7 năm 1995 là ngày mất của nhạc sĩ Văn Cao. Ông là tác giả của bài Tiến quân ca, quốc ca chính thức của nước Việt Nam. Ông được giới chuyên môn và công chúng đánh giá là một trong ba nhạc sĩ nổi bật nhất của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam trong thế kỷ 20, cùng với nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngày này năm 1999 cũng là ngày mất của Đinh Núp. Anh là một chiến sĩ người dân tộc Ba Na trong lịch sử Việt Nam. Đinh Núp được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nên thường gọi là Anh hùng Núp. Sự kiện: ngày 10 tháng 7 năm 1962, Telstar, vệ tinh liên lạc đầu tiên trên thế giới được phóng lên quỹ đạo. Ngày 10 tháng 7 năm 1991, Boris Yeltsin trở thành tổng thống dân cử đầu tiên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga. Ngày 10 tháng 7 năm 2008, phần 1 của phim Đại chiến xích bích được công chiếu. Đây là bộ phim có kinh phí lớn nhất châu Á cho đến nay. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại Awake TV.